Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một kèo hot trend coin game đã đi và làm mình nhận được ngay 12 đồng token Dragon Law. Số tổng cung một số thông tin về cái đồng token này, số tổng cung của nó là 12 triệu nhé. Đã có 935 tài khoản holder và đã phát sinh 2.421 lượt giao dịch. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website được kramer.net của mình nhé. Tôi truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm cho hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1 các bạn sao chắc quan chắc. Các bạn có thể sử dụng bút copy quan chắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví Shiba Inu của các bạn nhé. Bạn thêm để chỉ thị cho cần là vào ví giúp mình. Tiếp tiếp theo và nhấp thêm token. Rồi sau khi ta thêm một địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website kramer.net thôi. Thì tới bước 2, truy cập vào link website chính, link bỏ đây để nhận token nhé. Rồi các bạn kéo xuống vào dưới này, thì ở đây các bạn có thể bỏ số vốn nhỏ là 0.05 USD ra mua cái đồng token này để hold và tích trữ lâu dài nhé. Nếu các bạn còn làm thì các bạn nhấp vào này, cái này. Rồi nó có kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Ví ra là 0.00650 USD, các bạn nhấp tiếp, nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi giao dịch đang được xử lý. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website kramer.net này để cập nhật những dự án miễn phí và thưởng các phần mới nhất khi mở mạng Balance Snooker. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch ba lần, bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bạn đăng ký ngay để hưởng 20% phí giao dịch an toàn. Ngoài ra xin được quan điểm tài khoản giao dịch các sàn giao dịch hàng sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Và trên đây có video cụ thể hướng dẫn các bạn có thể vào đây để xem hướng dẫn video các đăng ký, cách đăng ký kênh nhé. Các bạn nhấp vào đây thì sẽ đấy, ở đây là cái thông tin link để các bạn đăng ký. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực phẩm 15 nhận được 12 đồng các phần đắp của các con lori. Các bạn có thể ủng hộ kênh và cách đăng ký kênh nhé, và thực hiện thông báo để cập nhật những video mới nhất. Thì đang xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.